Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại thì Khương Dừa với lại cha của Khương Dừa đã đến nha khoa Anna Center. Dạ đây là một cái nha khoa của một người bạn còn rất là trẻ, nhỏ hơn Khương Dừa có 1 tuổi à, mà có hai cái nha khoa luôn, rất là giỏi. Cho bạn, cho người ta qua. Chào bạn. Dạ nãy giờ hai cha con đi ăn gà rán. Dạ ổ ăn rà nướng bên bạn Nhân, mới ăn xong rồi giờ no rồi, giờ dẫn cha đi khám răng. Chắc là cái răng của cha Khương Dừa chắc khám cũng lâu, với lại chắc làm cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian á. Dạ cái Anna Center, Anna Center này ở số nhiêu ta? Ở số 49 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nha bà con cô bác. Thì đi vô cha. Người bạn của Khương Dừa có bữa giờ cũng có nói Khương Dừa cứ tới làm răng đi, rồi bạn làm miễn phí cho, mà Khương Dừa thấy cái răng mình cũng còn được, cũng còn đẹp, Khương Dừa không có làm. Rồi mấy bữa bạn có về, bữa mấy bữa Dung có về quê của Khương Dừa chơi á, rồi thấy cái răng của cha Khương Dừa cũng bị, nó bị lung lay rồi sâu rồi hư, cứ kêu cha làm, cha đây không chịu đi làm, kêu nói đi làm miễn phí cho cha, rồi cha không chịu. Tại như tự nhiên lại làm miễn phí lại tốn tiền người ta sợ ngại. Hôm nay thì Khương Dừa nói là Dung làm giảm giá thì cha mới chịu đi làm. Thôi đi làm về cái hàm răng cho nó đẹp, cho nó đều, cho nó khỏe mạnh để ăn Tết nha quý bà cô chú. Đi vô cha. Hello Dung. Ơi chào anh Khương. Không phải hả? Dạ khỏe, anh khỏe chào không? Chào người đẹp. Dạ chào chú. Chào anh. Dạ chào mời anh, mời chú rồi. Trời ơi, bữa nay đi sớm hơn so với lịch hẹn luôn á. Trang ngồi đây đi, ở Trang ngồi đó hả? Khỏe hả, em khỏe hả? Dạ em khỏe. Bữa giờ làm được không? Dạ cũng ổn anh. Đúng là làm nha khoa cái hàm răng nhìn đẹp ha. Cảm ơn anh. Cái hàm răng anh thấy cũng được, được cũng có ấy nên anh chưa làm. Răng anh đẹp mà. Răng đẹp hả? Dạ. Tự nhiên làm cho cha anh trước. Thì bữa nay tập trung làm răng cho chú thôi. Khám chắc khám hả? Bây giờ thì em sẽ đưa chú lên để chụp phim trước. Sau đó là bác sĩ sẽ khám rồi xem coi lên phác đồ điều trị như thế nào. Nhưng mà nhớ là không làm miễn phí nha, làm phải làm giảm giá thôi, cha mới được làm. Không làm miễn phí sợ em tốn tiền. Dạ. Kêu làm giảm giá. Mà cũng nhiều á, cũng sâu cũng nhiều lắm, mà kêu đi làm quản đi làm. Không hiểu sao bà cô bác, quý ông bà cô chú anh chị mà có ba mẹ lớn tuổi không biết sao nha. Khương Dừa ba mẹ kêu đi khám bệnh không đi khám, bây giờ thì kêu đi khám bệnh còn đi khám, còn răng thì kêu đi làm cũng ngại nữa, sợ tốn tiền. Tại vì giống như ngày xưa giờ khổ cực quen rồi. Không phải, em biết rồi. Tại vì hồi xưa cái thói quen của người lớn là thường cứ đau răng nhức răng gì đó tự mua thuốc uống, hoặc là có lung lay gì đó tự nhổ luôn. Thành ra là người ta mỗi không lần ta nhổ răng vậy á, người ta đau xong người ta cảm thấy sợ lắm. Thành ra mỗi lần mà kêu mà đi nha khoa hay đi khám bệnh vậy á là các bác sợ lắm. Đúng rồi, anh nghĩ giờ nha khoa giờ nó có bác sĩ, có máy móc rồi hiện đại tinh tiến, đâu có gì đâu. Nó không sợ. Nó, với lại thứ hai là sợ tốn tiền. Ví dụ như bây giờ có con cái đi làm thì cũng khuyên đi, con trả tiền cho làm cũng không chịu. Thôi bữa nay con giảm giá sau nha. Con giảm giá sau. Ngại mới lên ở quê không biết chỉ có mấy con gà, mấy con vịt với lại mấy cây mai mà ở nhà giữ hoài không chịu đi lên. Đi lên bữa hay bữa phải về. Nhưng mà kỳ này đi làm chắc hàm răng của cha anh chắc cũng phải khám, chắc làm cũng phải nhiều. Em thấy là tình trạng chắc cũng cần phải có cái nhổ, có cái cần điều trị. Cũng tốn ít thời gian. Tốn mất thời gian chứ không có tốn tiền nhiều. Rồi là... đi cho anh. Chờ đi, xíu để em lấy cái hồ sơ nha. Dạ. Em chuẩn bị hồ sơ rồi phải không? Dạ có rồi, có sẵn hết. Cô chủ rất là dễ thương và rất là chu đáo. Thì đâu hồ sơ cô? Dạ. Đây là những cái hàm mẫu để khi mà khách đến thì mình có thể tư vấn cho mọi người để mọi người hiểu hơn. Hoặc là trong đây thì có những cái phôi sứ. Hoặc là khi mà mình cần mọi người cần tư vấn về trụ implant á thì có những implant cái mẫu như thế này. Cái này khoan vô trong ha. Dạ, ví dụ như một cái hàm răng mà mình bị mất á thì các bác sĩ sẽ khoan cái trụ, sau đó là thả cái trụ implant xuống và lên một cái răng sứ như thế này. Thì nó sẽ không ảnh hưởng hai cái răng kế bên. Cái này làm riêng từng cái luôn hả? Dạ đúng rồi. Cứ rụng cái răng nào thì mình sẽ làm cái đó. Dạ. Thôi cha làm đi, mốt cha sẽ đẹp. Đẹp mà trẻ ra nhiều luôn á chú. Hiện giờ nó không có răng ăn uống gì cũng ngon lành. Lan cầm hồ sơ của chú. Đi cha. Cầm hồ sơ. Cái bên cầm kia là em cũng của em luôn phải không Dung? Dạ cũng chung á anh. Nhưng mà sao khác tên rồi? Bên đó thì mình tập trung vào văn phòng. Văn phòng hả? Dạ. Còn bên đây là tập trung vô răng. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ lên lầu 4 để mình chụp phim.
phim. Trước tiên là tầm soát toàn bộ cái khuôn hàm của chú. Bác sĩ sẽ kiểm tra lại. Dạ, sau đó là bác sĩ sẽ khám rồi kiểm tra lại từng phần. Dạ, hôm nay là có giám đốc dẫn đi luôn đó. Này nghe có anh Khương Dừa đến, thành ra là con chờ từ hồi trưa đến giờ luôn á. Dung nhỏ hơn Khương Dừa có 1 tuổi mà con bác mà rất là giỏi, xinh xắn dễ thương. Cảm ơn anh. Nói chuyện rất là ngọt ngào. Làm gì thì tư vấn khách là thôi chắc khách nào cũng ưng ý á. Đợt tới này em có cái chương trình ở Bến Tre á. Em làm gì? Em đưa bác sĩ xuống dưới đó khám cho 7 xã ở dưới Bến Tre. Ồ, đúng rồi. Dạ. Xã có xã Hương Thiền không? Ờ, cái gì? Chắc không nhớ quá. Không nhớ tên xã cái gì, Phú Trung gì á. Móc Cài đúng không? Trung. Dạ. Không, chắc Móc Cài. Mà con đi với lại hội chữ thập đỏ. Ồ, dạ. Dạ, mời. Ủa không, mới có lầu 3 à? Chưa. Dùng ngoài làm kinh doanh chứ cũng có làm mấy chương trình thiện nguyện mang tính cộng đồng với bà cô chú. Rất là lễ phục. Nói chung là mình làm lĩnh vực nào thì mình chia sẻ lĩnh vực đó. Dạ. Chứ răng cỏ đồ cũng tốn tiền á. Nhiều khi bà con của bác đang nghèo á, người ta đau nhất, chịu không? Đúng tới răng nó đau nhất. Thì thực sự khi mà làm trong ngành da này mười mấy năm á, thì em thấy có nhiều người ta không có đủ điều kiện để người ta làm hàm răng á. Ừ. Thì ăn nhai thấy tội lắm. Bây giờ mình ra đây để trước tiên là mình chụp phim. Phòng X-quang. Phòng X-quang. Ô, nhân viên đã mất tiêu rồi. Chờ xíu hả? Dạ, chờ xíu. Đẹp quá ha. Sợ không? Cha sợ không? Cha của Khương Dừa với mẹ Khương Dừa cùng tuổi, cùng năm nay là 61. Mà răng của mẹ thì cũng khỏe chắc lắm, trắng đều lắm. Còn răng của cha thì hồi Khương còn nhỏ nhỏ là răng của cha đã bị đau rồi. Đau nhất. Mà ở dưới quê thì đau nhất thì là thường là mua thuốc uống thì hết cái thôi. Hoặc là bị đau cái bị bẻ tự bẻ. Mà đi ở dưới quê thì nói chứ tại vì sống ở quê quen rồi, gà vịt vườn tược rồi, ở dưới này có 2 ông bà ở dưới á, nhiều khi bỏ đi rồi bỏ nhà mẹ cũng buồn nên cha cũng ngại đi, không chịu khám nên nay mới chịu đi khám. Thì ở trên này á, hồi trước là một cái sân thượng, rồi sau đó thì em cải tạo cái khu vực này thành cái phòng chuyên chụp X-quang. Bữa giờ nói chứ cũng có nói chuyện đi ăn uống rồi cà phê với Dung đi chứ chưa có tới đây luôn. Trời ơi, mời nhiều lần lắm luôn đó. Mời hoài luôn. Mời rất nhiều lần luôn bữa nay. Cả 61 tuổi nha cha, anh coi răng có rụng anh đâu. Tới đó em cũng lùm cồm lùm cồm đi. Đối với răng miệng á, thì mình phải vệ sinh cũng như là mình phải thăm khám 6 tháng một lần. Không, anh trong máu anh cũng khám, chơi khỏe khỏe cũng phải khám ha. Lúc nào cũng cần phải khám chứ đâu phải cứ khỏe. Đúng rồi, thấy sức khỏe mình khỏe nhưng mà mình phải khám định kỳ, mình kiểm tra. Dạ. Chứ nhiều người cũng nói về sức khỏe răng miệng cũng như vậy. Nhiều khi thấy khỏe cứ lướt, nhiều khi không đi khám, mình đâu biết. Dạ. Đi thành khám ra là nó tốt. Thường á, người Việt của mình á, nhất là các cô các chú lớn như thế này là thì không có thói quen đi khám răng định kỳ. Không có khám. Bây giờ thành thì ra... cha anh là mẹ anh là giờ anh bắt đi khám sức khỏe định kỳ rồi. Dạ. 6 tháng 1 lần. Cứ chờ răng lung lay xong đau thì mới chịu đi bác sĩ. Nói chung là trời bệnh đau mới chịu đi khám đi uống thuốc. Đúng rồi đó, ai cũng vậy. Biết mệt mà tới đó còn tốn tiền nhiều hơn nữa. Ồ, bác sĩ lên tới rồi. Chào bác sĩ. Chào em gái. Xin chào. Dạ, vô cha. Dạ, có mời chú. Được khám mà. Đây mình sẽ có mời chú ngồi. Khám này còn bây giờ chụp hả? Bây giờ là trước tiên là mình sẽ chụp, mình sẽ tầm soát toàn hàm răng của chú. Thì trên dựa trên cái phim này nè thì bác sĩ sẽ xem coi ở trong xương, trong hàm, từng cái chân răng coi có bị vấn đề gì không. Thường á, thì những nha khoa khác á, thì sẽ không có cái máy này đâu nếu như mà nha khoa không có lớn á. À, không có công đoạn này hả? Dạ, sẽ không có công đoạn cũng như là sẽ khám trực tiếp, bác sĩ khám luôn. Khám luôn. Còn ở đây á, là mình có sẵn máy, thành ra là em cho chụp phân tích toàn hàm luôn. Dạ. Vì cái máy móc nó cũng quan trọng lắm chứ. Dạ, quan trọng lắm. Với lại nhiều khi mà ở trong hàm mình nó sâu răng hay gì đó mình mắt thường nhiều khi bác sĩ cũng không có thấy hết được. Đừng sợ nha. Thoải mái. Sợ ra. Bữa nay phòng này vô hơi đông á, còn bình thường có vậy một hả? Bác sĩ với một bệnh nhân với lại một trợ lý thôi. Đúng rồi. Đây, trước khi quay về chụp phim á thì sẽ có mặc một cái áo chì.
áo chì như thế này. Đó. Nó tái mét. chưa có sao? Làm gì. Đâu có gì đâu cha. Làm cho nó khỏe răng mình thôi mà. Dạ. Chuyên nghiệp quá. Những ba mẹ anh với lại ở quê rồi ít khi nào được đi khám gì đó. Dạ. Phải cứ 6 tháng đưa lên cho em tầm soát một lần. Dạ. Ủa sao bữa nay không đưa luôn bác gái đi? Tại nhà có hai người à. Ổng đi thì bà ở nhà bên dưới nhà. Dạ. Giữ mấy cái mai 3.000 cây lận sợ mất. Ủa vậy à? Nó chưa ở quê vậy đó, phải xưa giờ khổ cực quen rồi. Dạ. Nhiều khi cái thói quen nó vậy à. Dạ. Nhiều khi con cái đi làm thì được, cũng nuôi cũng chăm sóc rồi cũng được, nhưng mà thích làm lao động để kiếm tiền tự như vậy đó. Rồi ba mẹ em cũng vậy, giờ dưới quê toàn thích nuôi gà nè. Nuôi heo. Dạ rồi. Trồng chuối rồi, khu này. Đây là mình đóng cái cửa chì lại. Rồi chụp hả? Chụp. Ở trong phòng này là tách biệt hết từng cái. Mất bao lâu em? Nhanh lắm anh, vài phút thôi. Ủa rồi cái chương trình làm răng cho người nghèo của em vẫn còn giữ không? Còn, là... mỗi tháng bây giờ em vẫn làm 200 hàm răng tháo lóc miễn phí cho những người mà có hộ nghèo á. Hộ nghèo của, giờ bữa em nói là hộ nghèo ở xã địa phương chứng nhận hả? Dạ. Rồi tới đây là... Dạ, thứ nhất là có hộ nghèo của xã nè, của địa phương nè. Thì tới đây là em làm răng tháo lóc hoàn toàn miễn phí luôn. Ờ. Rồi nhiều cái hoàn cảnh. Làm cái hàm răng này tháo ra là... Những người già, người lớn tuổi á, thường mà mấy cái hàm mà tháo ra tháo vô á, đó là em làm cho những hàm đó miễn phí. Ồ. Dạ. Bữa bạn Dung có nói cho Khương Dừa biết mà Khương Dừa nói bữa giờ Khương Dừa để Khương Dừa làm mấy chương trình thiện nguyện á, Khương Dừa cũng hay đi gặp mấy hoàn cảnh, thường thường người nghèo thì họ sẽ bị đi, họ làm gì có tiền đi khám răng. Trời, có nhiều người người ta cả đời không có dám làm một cái hàm răng luôn á. Nhiều khi em làm xong những cái hàm răng xong á, người ta ôm em người ta khóc, trời ơi thấy thương lắm. Thôi em cũng, đó là một cái cách để bạn làm thiện nguyện riêng về cái dựa trên những mình đang cái ngành nghề mình làm có sẵn, cái mình đang có. Còn ví dụ như mọi người thì đi phát gạo, phát đồ ăn hoặc là cho những tiền hay gì đó. Em làm này cũng ý nghĩa mà. Dạ. Nói chung cái hàm răng nó là đụng tới răng cỏ đồ nó đau lắm, với lại nó tốn tiền lắm. Dạ. Không làm gì quá quý. Là bây giờ là họ ai làm này cứ cầm cái sổ hộ nghèo, chỉ cần đưa sổ hộ nghèo đến nè, kèm theo hộ khẩu chứng minh photo. Đó thì em sẽ làm những cái hàm răng tháo lóc miễn phí. Hoặc những người mà nằm trong cái hoàn cảnh khó khăn á, thì có cái chi phí hỗ trợ là một cái hàm răng tháo lóc như vậy em chỉ thu cái phí là 990.000 thôi. 990.000. Đối với những người mà không thuộc cái diện mà chính sách của xã, của huyện nữa đó. Khó khăn ha. Khó khăn. Dạ. Vậy bà con cô bác quý khán giả của Phương Dừa mà có những cái trường hợp mà giống như Dung nói, mình tới đây mình đăng ký mình làm. Dạ. Không có tốn tiền. Một tháng em làm bao nhiêu? Mỗi tháng vậy em làm 200 hàm miễn phí. Nhiều quá. 200 hàm là nhiều rồi. Giúp mọi người anh ơi, bây giờ không có răng ăn nhai khổ lắm. Sức khỏe không có. Ăn đau bao tử không hết. Ăn được, ăn được. Đau bao tử á. Em làm cái này chương trình này cũng lâu lắm không? Em làm chương trình này là hơn một năm nay rồi. Thỉnh thoảng em cũng có chia sẻ cái thông tin trên đài VOH á. À, VOH. Nhưng mà giờ thì chắc bà con cũng nghe, ít nghe đài, với lại bà con ở quê người ta không có nghe VOH. Ồ vậy hả anh? Ừ. Người ta coi kênh anh không đúng không? Coi kênh anh. Đó, cho nên nếu bà con cô bác anh chị mà có hoàn cảnh hơi khó khăn xíu, mình đang có vấn đề gì đang được đó, mình tới thì mình nhờ ở đây chắc có mấy bạn nhân viên tiếp nhận ha. Có, dạ. Bên em có nhân viên tiếp nhận hết, hoặc là mọi người có thể tìm hiểu cái thông tin qua cái trang web của nhakhoaanna.com. Em gọi nhakhoaanna.com. Đó là ra. Rồi hoặc là có thể gọi vô số hotline. Để Khương Dừa ghim cái địa chỉ vô cái website với lại cái hotline để quý bà cô chú và anh chị nào mà có hoàn cảnh khăn mình muốn làm, mình muốn khám răng gì đó để mình tìm hiểu. Hoặc là quý bà cô chú anh chị mà mình muốn làm răng nó gì á, hỏi qua hotline để người ta hướng dẫn. Hồi hộp không chú? Nãy giờ hồi hộp. Hồi hộp. Nghe đầu cái hồi hộp quá. Hồi hộp quá hả chú? Mới có chụp phim thôi mà chưa làm gì hết. Chuẩn bị ghế khám cho lắm. Cô chủ quá chu đáo luôn. Máy móc rồi nữa, bác sĩ rồi nữa. Đó, bây giờ cái phim ra như thế này nè, bác sĩ sẽ nhìn trên phim. Bác sĩ sẽ coi rồi, hết. Răng của cha rụng hết rồi. Rụng. Rồi chỗ nào bị nha chu, chỗ nào xương bị tiêu, chỗ nào hàm bị như thế nào là tất cả có thể hiện trên này hết.
À, anh nhìn thấy không, rõ từng răng một luôn. Bữa hôm anh chụp đâu thấy rõ, anh chụp qua điện thoại đâu thấy không, máy này chụp rõ. Chụp qua điện thoại không rõ là đúng rồi đó. Đó, anh nhìn thấy trên thiệt chứ không? Cũng cảm ơn Dung rất là nhiều luôn đó. Trên này mình thấy ông phân tích từng cái chân răng, từng cái vùng xương luôn. Đó, rõ hết, cộng thêm kinh nghiệm bác sĩ nữa ha. Dạ, làm mới chính xác. Chính xác là lúc nào mình làm là mới đảm bảo an toàn. Dạ, nó lâu bền nữa chứ. Nhiều khi làm răng nếu mà không có đủ điều kiện chắc làm, nhiều khi anh nghĩ nó cũng bị trục trặc kỹ thuật chứ không? Có, ví dụ như là thiết bị không có đạt hiệu quả nè, hoặc là không có đủ chất lượng nè. Hoặc đôi khi mình đi những cái phòng khám mà nhiều khi mặc áo blue cũng chưa chắc đã là bác sĩ nữa. Không, mời chú xuống dưới. Cảm ơn sĩ, bác sĩ Trang. Rồi, mình đi xuống dưới, cảm mời chú. Rồi. Cái này là Dung ưu tiên cho cha của Phương vừa đi khám không, chứ này bà con cô bác nhiều khi tới nhờ thì mới dắt phải Dung đi khám mới được. À không, không có thời gian. Khi mà bà con cô bác mà đến thì có bạn Loan rồi có rất nhiều bạn ở dưới, các bạn sẽ tiếp đón rất là chu đáo. Có nhiều nhân viên lắm, mấy bạn xinh xắn dễ thương không ạ? Dạ, giống như cô chủ hay gì đó. Chứ còn em thì nhiều khi hay đi ra ngoài đó, đi giao dịch rồi, ngoại giao rồi không? Dạ, công việc rồi tùm lum. Bữa nay nghe nói anh Khương đến có lịch hẹn, thành ra là hủy hết lịch luôn. Cảm giờ từ nhiều sáng tới giờ luôn. Tại anh ba anh đi quay chương trình về trễ. Dạ, yeah. Mà trong tháng này anh chỉ có rảnh duy nhất ngày hôm nay á, anh dẫn cha anh đi làm á. Dạ, rồi ai phải đi miền Tây nữa. Thôi thì bây giờ cứ khám một lần chú ra nha. Tám rằng nắm rồi mốt cha anh sắp xếp đi khám đi cho. Dạ, xong rồi chú biết chỗ rồi, rồi cũng như là tụi em nắm lịch rồi. Mời chú bên này thì tụi em sẽ theo thôi. Em chăm anh cũng không cần phải đến những lần sau đâu. Ừ, đạn quá. Mất lực cũng được. Có nhiều phòng quá ha. Dạ, bên này rất là nhiều phòng. Có nhiều phòng điều trị ha. Kế bên này ha. Sạch. Dạ, con mời chú bên này. Qua cho anh, qua đây cho anh. Dạ. Chị đang nhờ phụ tá. Ừ. Mời chú ngồi ở đây chờ anh con. Anh vô một được không? Xíu. Dạ được ạ. Có nhiều cái. Rồi. Chào bác sĩ. À, gọi bộ tá cho anh. Ủa, máy này dữ vậy. Trong khi chờ đợi mình tham quan vài phòng bên này anh. À, có phòng hả? Dạ. Ngồi đây đi. Con chú ở đây chờ con xíu nha. À, đây, thì bên này á, là có một phòng. Phòng nhí ha. Phòng này nhí để chuyên niềng răng. Trời, chuẩn bị chờ niềng răng mà ngủ luôn à. Khách đang chờ niềng răng mà ngủ luôn. Mai mốt con trà sữa với Thế Vĩnh anh dẫn qua đây quá. Dạ. Bên đây thì có một phòng nữa. Ở hai phòng này là chuyên để niềng răng. Dạ, cho kít nè. Này niềng hả? Đang niềng hả? Dạ. Thường là sẽ niềng hoặc là mỗi tháng các bạn tới vệ sinh răng. Dạ. Nhưng mà niềng chắc cũng có phòng người lớn hả? Dạ có, người có lớn. Phòng người lớn á. Dạ. Trời, vô đây mát quá, nằm ghế dựa vô ngủ không phải à. Dạ. Ngủ luôn. Rồi. Bên này thì có phòng lớn 3 người. Mấy người khách hàng của em làm hả? Dạ. Ủa, có chị Phương Dung nữa hả? Ồ, chị Phương Dung, chị Phi Phụng, rồi Phụng Minh thầy Nhí Minh hả? Nhí, rồi anh Kim Tiểu Long, chị Phượng Loan, Tuyền Mập, nhiều Bình Tinh, Hoàng Đăng Khoa, toàn là làm răng bên em mà. Ồ. Dạ. Mới đóng phim với chị Phương Dung nè. Ồ vậy hả anh? Anh hay đóng phim với mấy anh chị nhiều. Dạ. Thường thường mấy chỗ nào uy tín thì anh chị nghệ sĩ họ sẽ chọn làm. Thường á là hồi trước mới làm cho thầy Minh Nhí thôi, xong rồi bắt đầu là thầy chị của mọi người qua. Rồi đợt vừa rồi là mới làm cho thầy Quốc Thảo nè. Rồi hai vợ chồng anh nghệ sĩ cải lương. Hay quá. Châu Thanh Ngọc Huyền á anh. À, chị Ngọc Huyền hả? Dạ, Ngọc Huyền Châu á, Châu Thanh á. Ngọc Huyền. Dạ. Anh Châu Thanh. Dạ. Rồi, chú đang khám rồi. Đang khám. Cái này rụng quá trời. Rụng quá trời, mất quá trời. Rụng như sung á. Không, giờ không còn được nửa hàm nữa. Vậy mà này, không đi làm hồi đó rụng mới rụng mấy cái, anh kêu đi làm cho anh không chịu. Ủa vậy rồi chú ăn sao chú? Ăn thì ăn cũng nhai, không có nhai mạnh á, thì kia ốm. Chú cứ chẹo trạo vậy xong chú nuốt luôn. Trời ơi, cho con hỏi bây giờ có bị đau bao tử không? Không, chú bị bao tử khá không có. Vậy hả?
nếu mà cứ nhai không kỹ mà nuốt về là đau bao tử. Bự bự vô nó sẽ... anh ép lắm luôn á, anh ép lắm luôn. Bữa nay với lại nói nó đi lên chỗ của Dung làm mới là chịu. Dạ yeah. Khổ rồi. Không cũng phải thông cảm anh ơi. Mọi người sợ. Ừ. Dạ. Bây giờ làm cho chú xong rồi, xong rồi bắt đầu thấy êm không gì hết thì bắt đầu mới tới cô lên. Ừ. Dạ. Lại sợ nhiều khi đi sợ bệnh viện rồi đợi làm lâu đó. Anh nói giá Dung làm nhanh lắm. Dạ. Đi làm. Rồi răng của chú bị sao ba? Răng của chú thì tình răng nó hơi phức tạp một chút. Thứ nhất là mất răng lâu ngày ha, và có những cái chân răng, chân răng còn sót đó. Nó lủng mà nó còn sót lại. Răng của chú nó bị sâu xong rồi sâu chú cứ chịu đựng ngoài từ, từ nó sẽ nứt gãy hết ha. Có những cái nó từ nó trồi lên, chắc chú không có đi nhậu đâu. Thì bây giờ có giải pháp là gì bác? Có mấy cái chân răng mình phải nhổ này ha. Giải pháp đây thì mất răng trong đây chắc có lẽ là cắm im len đó. Cắm im len. Dạ. Đây thì cắm hai trụ. Hai trụ là bốn trụ. Thấy không? Giờ cha làm hả? Okay, làm cầu răng cho khỏe đi. Chưa cho đó cầu máy bác. Răng của chú là bây giờ nếu mà mình làm à, làm toàn bộ hàm dưới này, toàn bộ hàm trên luôn. Tại vì chú mất răng lâu ngày, cái khớp cắn chú không còn nữa, nó bị sập khớp. Bây giờ mình lấy lại cái kích khớp ban đầu thì thời trai trẻ. Mình trẻ lắm. Chứ bây giờ chú cắn lại là nó không. Giờ phải đo không, để không có ăn nhai được. Cắn răng trên chạm răng dưới, chạm níu không à? Giờ chịu kiểu cứ nhai xong rồi trẹo qua trẹo lại xong rồi nuốt luôn. Thực ra răng của chú giờ nó cũng không có ăn nhai được. Mấy cái răng nó mòn giờ nó chết tủy rồi. Có những lúc chú đau nhức nhiều thì chú lấy thuốc uống thì nó hết. Nhưng mà sau này nó lại đau lại. Dạ. Có nghĩa là cứ mỗi lần đau răng là tự mua thuốc uống luôn hả chú? Lại tạm đi mua thuốc uống cái hết. Mấy cái cũng thời gian cái đau lại. À dạ. Nhiều khi mình thấy mình cũng tệ quá. Cứ kêu cha đi khám hoài, cha chịu đi khám. Này răng của tới... chú này. Thì mấy cái chân răng này bây giờ mình nhổ mình vào hết. Thì mất răng cái khoảng như thế này thì có nghĩa là mình cắm đây hai cụ lên và cầu răng. Dạ. Cái này bác sĩ tư vấn luôn chứ. Dạ. Em cũng không biết gì đâu. Còn mấy cái răng của chú còn thì nó cùng mòn và sập trước hết rồi. Dạ. Răng hàm dưới đây cũng có mấy cái chân răng mình nhổ ha. Rồi chú cắn lại chút. Đó. Chú cắn không đều được đâu hết. Sai khớp luôn rồi. Bây giờ lần lần lấy hết thuốc là để cho chú ăn nhai. Dạ. Yeah. Đang ngoài chú thì nó con. Những ca nặng nhất trong năm đây. Này không? Dạ. Yeah. Cuối năm gặp ca nặng luôn. Chú ơi, chú có bị huyết áp hay tiểu đường gì không? Không có. Bình thường không chú? Bình thường. Bác bây giờ nếu như mà nhổ xong rồi cho nó lành lành đi, xong làm tạm cái hàm tháo lắp trước để cho ăn Tết được không? Làm thì nếu mà làm hàm tạm để mà giao tiếp thì được thôi, chứ còn ăn nhai không được rồi chị. Vậy hả? Cái thức mà ăn nhai không nổi. Có nghĩa là thì... cắm im len thì là cắm rồi đó, nhưng mà bây giờ dạ. Làm cái hàm để cho chỗ này có răng nè, với lại để cho sợ, có thẩm mỹ. Sợ làm không kịp hả? Dạ, không, vẫn làm, các bước mình đều tiến hành làm hết, nhưng mà bây giờ làm tạm cái hàm tháo lắp. Làm thao lắp thì chỉ có làm hàm kia in đen nhưng mà nó cũng xấu, chỉ không giải quyết được vấn đề hết luôn á. Dạ. Xấu lắm luôn mà đeo vô không được mà. Thôi chắc không không cần đẹp đâu nhưng mà chắc không cần đẹp đâu cũng làm chắc cũng được. Phải, vấn đề là bác sĩ nói phải làm để ăn nhai mới được. Ừ, làm ăn nhai á chứ dạ. Ý là cái đánh mà hiện tại chú chết tủy rồi. Chết luôn rồi. Dạ. Chết tủy luôn rồi. Chết tủy thì nó có viêm quanh chóp mà ha. Chỗ này nó đen. Chỗ này hả? Chỗ này đúng không bác? Đây đúng không? Đau lắm. Khi mà chú bị cắn, khớp cắn mòn mà còn mấy răng này thì nhai. Dạ. Thì nó lộ tủy luôn nè. Chỗ này nó tạo tủy. Viêm ngay chỗ này rồi. Dạ. Đó là thì đó cha một cái cha bị hư á, cha không chịu đi á, bây giờ đến nó hư. Cái nó chỗ lại. Này là cái chỗ cứ lâu lâu nó đau nè, xong lại đi mua thuốc uống. Đó. Đây nè, nhức chỗ này. Cái này vậy. Còn kia nè. Cái này nè. Mấy cái mòn này.
mình chết đi ra đây thì mình chụp ủy lại xong rồi mình sẽ cũng phải xứ toàn bộ và cả em lên một lúc luôn để nâng khớp lại cho chú anh nhai được. Chứ giờ nếu mà để mà mình làm từng cái hư cái nào làm cái đó thì không có giải quyết được và cũng không ăn nhai được, mình sẽ làm hết luôn hai hàm trên dưới tổng cộng là 28 răng như cách 28 răng làm lại toàn bộ hết hàm luôn rồi đó. Nhưng mà con mà làm xong á là ăn nhai rất là tốt mà còn trẻ ra nữa. Trẻ phải 10 tuổi. Nó phải mất bao lâu á? Thì cái vấn đề đầu tiên mình cần giải quyết đó là cắm implant. Cắm implant thì mình chụp phim CT trước, phân tích mật độ xương ha. Thì bác sĩ có trong quá trình cắm có ghép xương hay không? Nếu mà không ghép xương thì như tuổi của chú 5 đến 6 tháng thì mình phục hình. Còn ghép xương thì 6 đến 7 tháng hoặc là 8 tháng cũng được. Để ăn lâu thì tốt. Thì thôi theo bác sĩ tư vấn rồi chứ. Đây là cái chuyên môn, cái nghiệp vụ của bác sĩ. Bữa nay làm bước nào bác? Bữa nay điều trị tủy cái nào đang ấy đi? Điều trị tủy thì buộc từ cái hôm trước là đầu tiên. Bữa nay là điều trị cái này. Hiện tại đang còn ở Sài Gòn này lâu không anh? Chú ở đây mấy ngày? Chú bác sĩ chứ cho cái lợi ấy đi, cho cái thời gian điều trị để em sắp xếp. Thì em sẽ giải quyết những cái tủy răng trước. Như cái nào điều trị tủy thì em đã đánh dấu ở đây hai cái này, cái này là 5 cái, 6. Trời, bây giờ điều trị tủy 6 cái hả? 6 cái, dạ. Bây giờ cần đi bao nhiêu lần và bao nhiêu ngày bác? Đi lại thì mình khi nào mà mình điều trị ở trong đây nó hết hôi, mùi, không mùi gì hết nữa thì mình sẽ biết lại ha. Sạch sẽ và chú không có đau nhức gì thì mình biết là mình... Ý là tâm hôm nay mình khám là mình biết rồi, khi nào mà bác sĩ điều trị và điều trị lần tiếp theo là mất mấy ngày để mình biết sắp xếp. Thì cứ cách nhau khoảng 3 ngày xong rồi 1 tuần. Dạ. Có nghĩa là hôm nay điều trị xong 3 ngày sau đến, xong rồi 1 tuần sau lại ghé em. Dạ. Đó. Chú ơi, buổi trưa chú đã ăn trưa chưa? Mới ăn cơm. Ăn rồi. Chú ăn gà. Mới ăn gà luôn đúng không? Vẫn ăn được thịt gà luôn á. cái người rụng hết rồi, tôi người đắt ăn gà. Vẫn ăn gà được luôn. Vậy bây giờ con tiến hành con điều trị tủy trước mấy cái răng ha. Không có đau, cam kết không đau, đừng có lo. Không có đau đâu, yên tâm đi. Cái này tủy nó chết rồi thì không có đau. Không có đau. Để mất cái răng số 7 nó cắn được nó xuống là tốt rồi. Cái này đúng không bác? Một nè, một trụ nè. Dạ. 2, 3 nè, 4, 5 nè. 5 trụ. Bác kiếm gì? Đây thì trên đây 2 trụ thôi, mình là cầu cầm bút tay. Thì chắc hình dung cha anh cũng hình dung rất đơn giản đó. Anh cũng hình trong anh cũng hình dung cũng đơn giản. Như rất là không răng nó rất là nặng và con trật hàm nó nhai không được nha. Tại vì thường là răng thì mình không có quan sát được phía bên ngoài, thành ra là ai cũng cứ nghĩ nó đơn giản, cứ hết đau thôi kệ, kiểu vậy. Rồi vậy. Tổng cộng 7 trụ hả bác? Dạ. Còn mấy cái này sẽ đặt trước ra thôi. Mình làm cầu răng. Phía trước đó là cầu đúng không? Phía trước đó. Nhỏ với nhật viên nông thân mà nó không chịu được. Biết sao không? Thấy cha có anh thì khuôn mặt nó mớm mớm. Dạ. Ổng cười ít khi lộ răng. Dạ. Mình không để ý. Có bữa mình để ý thấy răng tự nhiên mất, mất răng. Mình hỏi. Cái em nghe hết ra thì nó mất hết thì mới biết mất hết. Không đâu như nhà mất răng đâu, không lẽ giờ đụng cái răng gọi điện lên tâm rụng cái răng. Không có nói. Không phải. Thường là như vậy. Mình thì cứ đi làm xa xong rồi bắt đầu là cứ gửi đồ ăn, gửi tiền vậy thôi, còn không biết là răng cọ như thế nào. Đa phần cũng là như vậy. Anh về hoài mà anh không để ý, nhiều khi nó không cười mỉm mỉm mỉm. Không có lộ ra ngoài đâu mà anh thấy. Bởi vậy. Mấy chục tỷ, đo tỷ. Thử thử lần sau hay thử thử đã chết. Mình quyết định làm những cái chết trước. Còn những cái nó lộ thì mình sẽ làm khác. Dạ. Về anh cũng kiểm tra lại cái răng của mẹ anh có gì không? Thấy thì cười thôi, nói chuyện thì không có bị gì. Không. Nhưng phải đi cũng khám. Cứ phải đưa lên đây cho con. Đưa lên cho Dung khám. Cũng phải đưa lên cho con chứ không phải là bây giờ 60-70 rồi không thể nào mà răng tốt lắm được. Cứ đưa lên cho con. Ít nhất là cũng phải cạo vôi răng định kỳ. Đúng rồi. Dạ. Trả chỗ cho bác sĩ là. Bây giờ là bác làm luôn hả? Bác trước tiên. Thôi những cái răng là chết tủy.
Đó là trên phim thì mình có thấy hai cái là nó rõ nhất. Dạ. Mấy cái kia thì mình phải dùng máy này kêu âm coi. Vậy thì gì mới làm mới ăn đồ mềm xíu. Thì trong thời gian làm này á, thì cứ ăn đồ mềm chú thôi. À. Với tại hồi giờ mấy cái vùng nó cũng đâu có răng đâu, vẫn ăn được mà. Ừ. 60, 61 rồi. Mốt mình già cũng vậy. Khổ. Nếu mà bây giờ chăm sóc tốt thì tới lúc đó không không đến nỗi. Giờ làm con sức khỏe nè, nói chung 60 giờ cũng lớn nhưng còn sức khỏe. Dạ. Có sức để mình làm chứ mốt già rồi là thua. Dạ. Đó là lý do tại sao mà phải 6 tháng đi vệ sinh răng, đi kiểm tra răng một lần. Chắc anh mốt anh cũng đi luôn. Không. Sắp xếp luôn. Không, và ai mà đang nghe kênh cũng vậy, em cũng phải khuyên là phải 6 tháng định kỳ đi một lần, cứ đến cái nhà khoa gần nhà nhất á. Ừ. Tùy mình... điều kiện ha, ai muốn làm có điều có kiện nhiêu rồi. Tiền có nghĩa là kiểm đi vệ sinh không? Răng thì mỗi lần có từ 100 tới 300 ngàn đúng thôi hả? Đúng rồi, ở đây cũng vậy, ở đây cũng... dạ đúng rồi. Ủa vậy hả? Dạ, nghĩa là mình đi khám định kỳ rồi mình cạo qua răng định kỳ. Ừ. Sau đó là có cái bệnh lý gì nhẹ nhẹ thì bác sĩ điều trị luôn. Ừ. Chứ không thì cứ chờ tới lúc nói chung là theo cái mọi người thì thói quen là từ bệnh đau rồi mới đi khám, mà ít khi nào đi khám. Anh ở nhà cũng vậy nữa, ông già vợ cũng vậy nữa, kêu đi khám ông cũng sợ nữa. Đến là nhỏ, thường là khi đến là nhỏ rồi, đến là hư rồi. Dạ, đó là lý do tại sao mà đợt vừa rồi em phải đi mấy cái chương trình nha học đường á. Em đi tuyên truyền á, đi tuyên truyền để mọi người chú trọng vô cái việc mà phải đi khám răng định kỳ, cũng như là chăm sóc giữ gìn răng miệng ngay tại trong, nhà. Trong cơ thể mà cái hàm răng là tốn tiền nhất á. Với lại nó ảnh hưởng tới ăn uống. Dạ. Ảnh hưởng tới ăn uống mà mình ăn không không được, mà không có sức khỏe. Nên nó ảnh hưởng hẳn tới cái thẩm mỹ, cái sự tự tin. Nói chung con người mà thú vui sướng nhất là ăn được ăn uống, mà ăn uống không được thì mà ăn không được đó là thôi xong luôn, cuộc sống nó mất luôn một phần hai cuộc đời mà con bác. Dạ. Thôi hôm nay thì chắc này còn lâu không ta, bây giờ đang thử cái nào đang tụy sống, cái nào mà tụy đang cần điều trị. Cái nào e là còn được hả? Cái nào e là tụy đang còn sống á. Cái nào không biết là cái nào mà không có cảm giác nữa là bị chết tụy. Ừ. Trời ơi. Chết cha tôi quá. Em hư hầm răng sao? Mà làm đẹp bác sĩ không? Điều trị một vài tuần là ổn mà. Rồi, giao cho Dung. Yên mỗi tâm, chăm yên sự tâm. Là nhờ Dung, bởi vì mình cái mỗi người có một cái chuyên môn. Dạ. Mai có những người bạn, những người em thân thiết mà quý mến như Dung vậy. Dạ. Hôm nay Khương vừa tính là kêu cha đi lên Sài Gòn đi ăn, đi khám răng, khám sáng sớm đơn giản xíu. Dạ. Đơn giản xong rồi đi về rồi hay cho con đi mua sắm rồi kiểu này. Không, xíu nó điều trị xong chú dẫn chú đi mua sắm được bình thường không sao, cũng ăn bình thường luôn không sao. Dạ. Cho ổng yên tâm không sợ. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình xác định ha. Tại vì em hiểu rõ, em nên em ăn rất là an tâm. Dạ. Anh thì... điều trị tụy 6 cái hả hả bác? Dạ. Đúng 6 cái luôn. 6 cái là nhổ hay là gì? Điều trị là điều trị còn sai được. 6 cái là tụy chứ là bây giờ mình điều trị. Và chú không bao đau nhất gì hết. Điều trị là để giữ lại cái đó, sau đó là em bọc băng sứ lại. Là còn thì còn cái chân răng, còn cái chân răng. Nhưng mà nó chết tủy rồi mà. Không, giữ được. Có nghĩa là mình điều trị xong mình giữ lại cái chân đó. Cái này mình điều trị mình để đó thôi nha anh. Thì sau này phục hồi cái nguyên lên thì sẽ là làm cái cầu luôn bắt qua. Làm luôn những cái răng còn lại. Dạ. Thì bây giờ chữa để nó không bị tiêu hết xương á. Rồi ảnh hưởng tới xương. Dạ đúng rồi. Khi mà nó nhiễm trùng quanh đó nè, thì cái chỗ đen đen đây là nó dịch tiêu, nó gây tiêu xương hết luôn. Rồi bây giờ điều trị khoảng bao nhiêu phút mà, bác? Chắc lâu hả? 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ, rồi. Thôi làm chứ. Nhưng mà vậy mấy giờ mình mới nghỉ hả? Em 8 giờ nghỉ. 8 giờ nghỉ hả? Dạ. Vậy chắc điều trị hả cha? Đợi luôn chứ sao?
Là làm con đợi ở ngoài. cho phải giờ cho phải theo lời bác sĩ rồi. Không có cách nào hết. Ha, uống nước vô. Không có cho bác sĩ. Dạ. Thì con ra con cho bác sĩ làm việc nha. Có gì gọi con nha. Rồi, có tụi cần con ở đây ngồi không bác ngoài. Sĩ? Dạ không, không dạ. Không có đâu nhắc gì. Hết rồi đó. Dạ. Tới dạ. giai đoạn này là hết được người đây rồi đó. Dạ. Dạ. Bác sĩ nha, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ. Cha đây nha, con xuống luôn đợi. Còn hết chương trình nói chắc khi nào cắm thì bác về sẽ nhổ và cắm luôn. Dạ. Hoặc là em nhổ trước. Thì dạ, thì tùy tình trạng sức khỏe của bác. Dạ dạ. Thế nào? Có bác sĩ theo dõi sức khỏe tình trạng sao bác sĩ tư vấn làm. Mấy cái trụ im lên đó thì à. Anh yên tâm. À. Tại vì về cắm im lên đó thì em có bác sĩ Việt. À. Đang là trưởng khoa của bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh á. À. Cái người mà mệnh danh là cắm implant nhiều nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay sẽ trực tiếp cắm cho chú. Ông là người đi cắm nhiều nhất hả? Dạ. Có nghĩa là vừa là trưởng khoa bệnh viện vừa là cắm hàng ngày cắm nhiều nhất. À. Dạ. Vậy yên tâm rồi. Dạ, yên tâm anh. Cảm ơn Dung rất là nhiều. Không có gì anh. Trời mình ơi. Xuống ghế mình ngồi chờ nha. Vậy mình nhiều khi mình đi làm lướt lướt công việc có một phần là một phần là do ba mẹ mình, một phần là lỗi của mình đó, thiệt sự. Không phải, tại vì bây giờ phần đa là mình nó thì cứ trăm công nghìn việc đúng không? Nhưng mà cha mẹ thì lại không nói, ví dụ như Khương ơi ba bị rụng cái răng nói, hay đau răng gì đó nói là biết dễ. Rồi. Còn đây cứ tự chịu đựng xong rồi tự mua thuốc kiểu vậy, ba mẹ em cũng vậy. Có mẹ anh thì dễ, mẹ anh thì nó là bệnh đau xíu là than thở nên là anh kêu bác đi khám liền. Thì mình mới biết đúng không? Ừ, còn cha anh là suốt ngày là giống như là cứ nghĩ mình khỏe, hãy làm lao động tay chân mà khỏe. Bây giờ tôi nói chưa khỏe khỏe thì 60 tuổi rồi. Không phải. Ngại nhờ con. Ngại nói con, ba em cũng sợ vậy. Có tiền. Khi nào chịu nói đâu. À, nay nó miễn phí. Ủa nay nay nói giảm giá luôn không chịu đi. Dạ. Nói miễn phí cũng không chịu đi. Dạ. Sợ có liệt phiền Dung. Dạ, ngồi trong phòng. Cảm... Ngồi dạ. trong phòng em chờ xíu thôi hả? Được rồi, anh ngồi đây. Dạ thôi cảm ơn quý bà cô chú rất nhiều nha. Hôm nay là nói chung cảm ơn Dung rất là nhiều. Cảm ơn bà chủ rất là nhiều. Bây giờ tâm sự là nhờ bà chủ luôn. Dạ có nói... gì lo gì mà yên có tâm. Gì tư vấn anh ha. Dạ, dạ còn rồi. Nhiều công đoạn lắm à, nhưng với mà... lại quý bà cô chú khán giả kênh Phương Dừa hiện tại thì Dung có đang triển khai cái chương trình làm răng tháo lắp miễn phí cho người mà nằm trong cái hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo đó. Đó thì mỗi tháng á là có 200 hàm miễn phí. Dạ. Thì mọi người khi mà xem cái kênh của anh Khương Dừa mà cần ký. Làm á thì cứ đăng ký. Dạ. Còn cứ bà con cô bác nào đang có vấn đề gì răng miệng hay gì đó thì Khương Dừa nghĩ đây một cái địa chỉ làm răng rất là uy tín rồi. Nên bà con cô bác yên tâm tới nhờ thí dụ nhờ mấy bạn đi tư vấn hoặc là có thể đặt lịch trước đặt đến Dung của tư vấn. Không nhưng Dung là... Dung thì không có hứa là ai Dung cũng tiếp được nhưng mà cũng có thể có tiếp duyên, được nếu như mà có ở đây. À. Dạ. Lâu lâu mình cũng phải xuất hiện mình tư vấn không? Có. Dạ có. Rồi thôi cảm dạ. ơn quý bà cô chú rất nhiều nha. Dạ chào tạm biệt và dạ, hẹn lại quý bà cô chú trong một clip tiếp theo. Là clip tiếp theo chắc là để coi cha Khương Dừa lắp bao nhiêu chắc còn nhiều clip lắm á, tại vì cha Khương Dừa bây giờ chắc phải đi lên đi xuống nhiều lần để làm cho hàm răng nó cho nó xong. Dạ rồi cảm ơn bà con cô bác nhiều nha. Chào tạm biệt hẹn lại.